Rồi chúng ta sẽ vào cái phần văn hóa Hàn Quốc. Hàn Quốc inne con cá nhiều chi hoàn toàn là hoạt động gì đây? Hoạt động để duy trì sức khỏe của người Hàn Quốc. Các bạn sẽ xuống cái phần trước khi vào cái nội dung, các bạn sẽ tìm hiểu trước cái chủ đề xem các hebo sipio, hãy tìm hiểu thử nha. Bây giờ câu hỏi thứ nhất. Bây giờ có ba bạn nói chuyện được, mình sẽ phân công qua ba bạn. Câu thứ nhất sẽ là bạn Thảo, câu thứ hai là bạn Việt, còn câu thứ ba là Isiyon sẽ chuẩn bị câu trả lời nhé. Câu thứ nhất, do rồi vừa nên còn cả nên vì hè sơ phòng xuê ở tôn nồng nhược kinh hàm nì cá. Câu thứ nhất là gì đây Thảo? Thảo em đâu rồi? Em chào. Không sao là người bình thường, hàng ngày bình thường. Những cái hoạt động bình thường hàng ngày á, cái thói quen hàng ngày của mình á. Những bạn á hoạt động cái hàng ngày bạn nỗ lực để làm cái gì để mà giữ gìn sức khỏe thì em chọn là jogging. Jogging là chạy bộ. Rồi câu thứ hai, do rabunen nara saram turi còn cá nhân quy hệ so thức body hà nhân hoàn toàn nên mua ở simica chẳng anh Việt. Aerobic haku yoga to yoga to imita imita charasmita rồi sambon auto ngun tam ngun chu chong haku ship phuseo. Bạn muốn thử sức cái hoạt động nào trong những cái hoạt động ở dưới bên dưới isyon? Yoga haku ship phuseo well. Và chúng ta sẽ vào cái phần từ vựng. Phần từ vựng này thì các bạn sẽ làm gì đây? Các bạn đánh số thứ tự xong rồi mình giảng tới đâu cái phần tiếng Việt các bạn ghi ra. Rồi bây giờ chúng ta có điểm ngữ pháp thứ nhất, danh từ cộng với e thả la hoặc là so. Chữ so này có khi người ta biết hoặc có khi không biết. Rồi động từ tính từ, nếu như động từ tính từ mà có bát chim thì cộng với ưng, không có bát chim thì các bạn sẽ cộng trực tiếp với miôm e thả la so. Đây là miôm là trường hợp chúng ta sẽ biến động từ tính từ thành danh từ bằng cách bỏ đuôi tào và thêm miôm ở cuối cái động từ tính từ đó. Rồi nghĩa của điểm ngữ pháp này là gì đây? Theo cái gì đó, theo như cái gì đó, và cách sử dụng nó, cách sử dụng dùng để làm gì? Nghĩa của nó là theo như, tùy thuộc vào nha, nó có tới ba nghĩa, nhờ vào cái gì đó, theo như, tùy thuộc vào, rồi cách sử dụng của nó là gì đây? Biểu hiện cái sự phụ thuộc, biểu hiện cái sự phụ thuộc dựa trên một cơ sở hoặc là một tình huống nào đó ha. Dựa trên một cơ sở hoặc là tình huống nào đó, theo như, nhờ vào, tùy thuộc vào, đó là như vậy. Rồi bây giờ chúng ta xuống cái phần ví dụ.
멋있느냐? 키가 커 보인가요? Chúng ta mặc cái gì, đeo cái gì, mặc cái gì, mang cái gì đây mà. Mà sao đây? 키가 커 보인가요? Mà trông có vẻ là cao lớn. Cao lớn. Rồi. 커피 넓은 Nếu như mà cúp là gì? Mang cái giày đế cao. Ờ. 커 보이지만 thì trông có vẻ là cao. 의상. 의상 là gì? Trang phục. 의상, trang phục đây là danh từ nha. Danh từ. 의상에 달라 là tùy vào trang phục. 다른 수도 있어요. Mà có sự lựa chọn hoặc là sự khác biệt. Đó. Sự lựa chọn khác biệt. Rồi. Câu ví dụ thứ hai. Khoa học kỹ thuật đi. Bản thân ham nê thả là. Chúng ta có thấy chữ ham không? Các bạn thấy chữ ham không? Đó. Là bản thân ha tà. Mà chúng ta biến bản thân ha tà thành bản thân ham. Thì nó đây là danh từ, nó không còn là động từ nữa. Nha. Tại vì trước đê thả la so nó là danh từ. Nhưng mà trường hợp nó đi với động từ tính từ thì các bạn sẽ bỏ cái đuôi tà ra. Các bạn cộng với ham vào. Rồi. Udiye sen quan ri chom chom. Lý he cho ta. Rồi bây giờ chúng ta có khoa học kỹ thuật là gì đây? Khoa học kỹ thuật. Ban tan ha ta là phát triển. Rồi e thả la so là chúng ta nãy nói nghĩa là nhờ vào, tùy thuộc vào, theo như. Trong trường hợp này chúng ta không dịch là tùy thuộc vào, theo như mà chúng ta phải dịch là gì đây? Nhờ vào. Đúng không? Theo như thì cũng được, nhưng mà nó không hay bằng cái nghĩa là nhờ vào sự phát triển của khoa học và kỹ thuật. Rồi, 우리의 생활이 mà cuộc sống sinh hoạt của chúng ta 점점 편리해졌다. Rồi, càng ngày càng trở nên thoải mái, tiện lợi hơn. Nhờ vào cái gì đó. Rồi, như vậy tóm lại danh từ cộng với ê thả la hoặc là ê thả la so thì nó có nghĩa là nhờ vào, tùy thuộc, theo như cái gì đó. Trước ê thả la so luôn luôn là một danh từ, nhưng trường hợp chúng ta muốn kết hợp với động từ tính từ thì chúng ta phải bỏ đuôi tà ra và thêm ham vào bên trong để biến động từ tính từ đó thành danh từ. Rồi chúng ta đến cái điểm ngữ pháp thứ hai. Cũng là thả la so, nhưng mà nó không phải là thả la so mà chúng ta kết hợp với ưm nhân. Thì nó là thả ưm nhân. Và trước nó cũng là một danh từ. Và cách biến động từ tính từ thành danh từ cũng giống như trường hợp ở câu thứ nhất. Trường hợp thứ nhất. Và nghĩa của nó là gì đây? Dựa vào theo như. Mà nghĩa chính xác của nó là nếu theo, chấm chấm chấm, thì. Nếu theo chấm chấm thì nha. Rồi cách sử dụng là gì? Để dùng thể hiện một căn cứ nha, một căn cứ, một tiêu chuẩn cho một tình huống hay là một trích dẫn, một lời nói của một ai đó hoặc là một kết quả nào đó. Và thường cái mẫu câu này được dùng trong văn viết, trong văn nói thì ít có dùng, mà chỉ dùng trong văn viết mà thôi. Nó dùng để gì đây? Để thể hiện một căn cứ, một tiêu chuẩn cho một tình huống hay là một trích dẫn, một lời nói của một người nào đó hoặc là một kết quả nào đó. Và cái mẫu câu này các bạn sẽ gặp rất nhiều trong cái phần Topisuki. Đó. Trong cái phần Topisuki là các bạn sẽ viết, đặc biệt là cái phần mà viết theo dựa theo biểu đồ. Nha. Rồi cách sử dụng của nó là dùng để thể hiện một căn cứ, một tiêu chuẩn cho một tình huống hay trích dẫn một lời nói của ai đó hoặc một kết quả nào đó.
một kết quả chấm chấm nào đó. Rồi. Và nghĩa của nó là nếu theo chấm 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 thì. Và cách dùng này chỉ dùng trong văn viết, không dùng trong văn nói, ít dùng trong văn nói nha, chỉ dùng trong văn viết thôi, không dùng trong văn nói. Rồi chúng ta xuống cái phần ví dụ. À, mình nhắc luôn, sau này các bạn sẽ sử dụng cái mẫu câu này trong các phần mà topic sticky, viết trong các phần mà biểu đồ, dựa theo cái điều tra, dựa theo nghiên cứu nào đó. Nếu theo như thì các bạn sẽ sử dụng mẫu câu này rất nhiều. Rồi ví dụ thứ nhất, nên thường sản nên cà kỳ rô hết nâng tề. Ngày mai tôi đã quyết định là sẽ đi đeo núi, tôi đã quyết định là sẽ, nhớ nha, momo kiro heta là đã quyết định rồi sẽ làm cái gì đó, kế hoạch đã thực hiện nhưng mà chưa có thực hành, chỉ mới lên kế hoạch thôi mà chưa có thực hành. Dự định là sẽ đi đeo núi nhưng mà nâng tề, nhưng mà nansika otok thả cố hiểu, nhưng mà bạn có nghe nói là thời tiết như thế nào không? Inki yebo e tabrunyan, nếu theo dự báo thời tiết thì nansi nin makchiman, thì thời tiết gì đây? Mạc ta là gì? Sáng sủa. Chiman, nhưng mà hoang sa ka chimhan, chimhan còn là cốt nghèo. Chúng ta có chimhan là gì? Hang là gì? Hang sa là gì? Ôi, cái máy vi tính của mình lúc nào nó cũng bị cái này chứ. Hang sa là gì các bạn tưởng tượng coi. Nhưng bây giờ thời tiết không sáng sủa, nhưng mà cái gì đó làm sao? Các bạn thử đoán từ vựng, cái khả năng các bạn đoán từ vựng như thế nào? Nhưng mà có hiện tượng là hoàng sa, nhưng mà nghe nói rằng sẽ có hoàng sa nghiêm trọng, tức là có gió mà nó cuốn theo bụi cát vàng nha, một cách là nghiêm trọng. Tuy là trời sáng sủa nhưng mà ở bãi biển á, nghe nói rằng là sẽ có hiện tượng là hoàng sa, tức là cái gió mà nó cuốn bụi cát bay đi nhiều. Rồi, ví dụ thứ hai, yodong chosa e tha rim nhan. Rồi, chúng ta có yodong chosa là cái điều tra dư luận nha. Nếu như dựa vào nếu theo mà cái điều tra dư luận, Hankuk saram chumme ku chung hi, là chú Trung Hy là điều đặng nha. Rồi ung tông han thả cố hạnh tà, thì nghe nói rằng và thì cho rằng là người Hàn Quốc thì vận động thể dục một cách điều đặn. Rồi như vậy thì tóm lại các bạn, hai cái nghĩa thứ nhất, trường hợp thứ nhất và trường hợp thứ hai của hai cái điểm ngữ pháp này, các bạn chỉ cần nhớ thứ nhất là trước e thả la hoặc là thả la so hoặc là thả rư nhân luôn luôn là một danh từ. Nếu như trước nó là một tính từ hoặc động từ thì các bạn phải kết hợp với em, bỏ đôi tà ra. Và cách sử dụng thì nãy giờ các bạn ghi rồi nhé. Và chúng ta đến một cái điểm ngữ pháp thứ ba là ươm nho. Cái này các bạn đọc thường thấy gặp nhiều, nghĩa nó là gì? Cư nho này nó có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là với cái gì đó nha, hoặc là và, với hoặc là và. Rồi chưa chưa, hai nghĩa là nghĩa thứ nhất là với hoặc là và, nghĩa thứ hai của nó là cùng với, và trong nghĩa thứ hai này thì nó sẽ bằng với ươm nhân so, được chưa? Rồi, có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là cùng
là và hoặc là với, nghĩa thứ hai là cùng với. Trong trường hợp này thì nó sẽ dùng cách sử dụng nó giống như là ươm nhân sơ, vừa làm cái này vừa làm cái kia, hoặc là cùng với hoạt động này đi đôi với hoạt động kia. Và trước ươm nho này nó là dùng cho cả ba trường hợp danh từ, động từ và tính từ. Và bây giờ mình mời một bạn, hai bạn đọc. Isayon, thôi Isayon em đọc nguyên cái phần này em dịch thử xem nào. Ví dụ. Ừ, Kana luôn. Sơ chân thả thân mất chi người ta hàng quốc vui sư tôi mà chân chỉ kính che môn hạ đi trùng xin em đi trùng xin chi em đi tạ hỏi sư ôn thì có cái gì ở hàng quốc thì sư tô là gì qua thầy cô Sư tô là ở Việt Nam thì Hà Nội là gì? À nhỉ, trong trường hợp này á, là chúng ta sẽ dịch là vừa 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 là cái này vừa cái kia. À, chúng ta vừa là chung chung sim chi. À, Hàn Quốc e su to im nhớ chọn chi chọn chế mượn hoa e chung sim chi y tạc. Ở Hàn Quốc thì Seoul vừa là thủ đô và cũng là trung tâm văn hóa, chính trị, kinh tế, văn hóa. Đó. Ừ, trong trường hợp này thì nó có nghĩa là ươm nhân nha, ươm nhân sơ. Rồi. Rồi bây giờ chúng ta đến cái nghĩa của từ vựng. Từ vựng thứ tư. Mà mô ê tè hăng phần xì mi kho chi cô ít tà. Chúng ta có khư tà cộng với o a chi tà là kho tà, kho chi. Là trở nên lớn, trở nên rộng, trở nên nhiều. Mà cô ít tà là cái gì đó đang diễn ra. Ha. À, kho o a chi tà là đã và đang. Rồi cô ít tà là đã và đang. Cái nghĩa của nó là đã và đang diễn ra. Rồi. Ý em muốn hỏi gì? Muốn nói gì? Em thấy trong phân thư quá nhiều về sách không biết là danh từ cộng với y tê tê sơ tê hát cũng có nhiều quá. Đúng rồi, ở đằng trước của nó là te han nó là te he so, trước e te han nó là luôn luôn là danh từ, theo cái gì đó vậy. Còn bây giờ cái nghĩa của cái cụm này có nghĩa là gì? Đã, ha, dịch từ đằng sau tới, đã và đang trở nên quan tâm nhiều đến, đã và đang trở nên quan tâm nhiều nhiều đến. Rồi, rồi từ vựng kế tiếp, saram từ đi, nư cô ít tà. Chúng ta có nư tà là tăng tăng lên, trái nghĩa với chun tà là giảm, nư tà là tăng. Rồi, cái gì đây? Người đang tăng đi. À, số lượng người đang đang tăng lên. À, jukbon sit sukran là thói quen ăn uống, bon hoa ka ita là thay đổi thói quen ăn uống. Rồi số 7, saram tsuri khư kê nư jota, cái số lượng người thì trở nên đông. À, trở nên đông, trở nên nhiều, trở nên đông. Rồi số 8, chon ki chok kuro con can chinh ta nín bạc tà. Nguyên cụm từ này có nghĩa là khám sức khỏe định kỳ nha, khám sức khỏe định kỳ. Cứ lập e chậm do hà nưng xà đam mi tà là cái người mà tham gia vào câu lạc bộ cứ lập. Rồi Paris kê cọt tà là đi gì đấy? À, đi bộ nhanh. Nó không phải là chạy mà cũng không phải là đi, mà đi
giữa chạy và đi là đi nhanh mà người ta đánh hai cái tay đều đều á, các bạn thấy cái động tác thể dục đó không? Rồi, ok. Rồi, cái đến là olain suke itu tata. Là đi đi ba tan, à đi ba tan. Bappu sengwan sokeso stressuru heso hata. Là gì đấy? Giải tỏa heso hata, stressuru heso hata là giải tỏa gì đấy? Căng thẳng. Rồi. Sengwan sokeso là trong cuộc sống. Pappu-ta là bận rộn, à, giải tỏa căng thẳng trong cuộc sống bận rộn hàng ngày. Cái từ này đằng trước nữa là có nghĩa là hàng ngày. Rồi, momo tom si còn cần nâng nhu chi ha ta, chúng ta có tom si có nghĩa là cùng với cái gì đó ở đằng trước. Rồi, còn cần nâng nhu chi ha ta là cái việc duy trì sức khỏe, cùng với cái việc duy trì sức khỏe thì có cái gì đó vân vân ở đằng trước. Số 14. Online và offline để mỗi mình thông qua ta. Chúng ta có thông qua ta là thông qua. Mỗi im là cuộc họp mặt gặp gỡ. Rồi, offline là offline là không trực tuyến. Online là online là trực tuyến thông qua các cuộc họp mặt hay là gặp gỡ offline hoặc là online. Không trực tuyến hoặc là trực tuyến. Rồi, kế đến. Hoàng Tổng Ngân, Hoàng Ban Hà Kê Hà Tạ. Là gì đây? Chúng ta có Hoàng Ban Hà Tạ hồi nãy mình học rồi đấy. À, phát triển hoạt bát hoặc là trở nên náo nhiệt, cái hoạt động này càng trở nên náo nhiệt. Hoàng Tông Ngân bàn hoàn thế ở bàn hoan bàn hà kê hà tà là hoạt động trở nên rầm rộ và náo nhiệt, một cái hoạt động gì đó mà nó trở nên rầm rộ náo nhiệt, cũng giống như cái phong trào học tiếng Hàn càng trở nên rầm rộ náo nhiệt. Sa quê ca pha bê kê so cu hoa tệ tà. Chúng ta có so cu hoa là âu quá nha, tệ tà là trở nên, rồi xã hội trở nên âu quá một cách nhanh chóng. Sa quê ca pha bê kê so cu hoa tệ tà là xã hội trở nên âu quá một cách nhanh chóng. Từ kế tiếp, phe sư thư bù thư r mọt tà. Chúng ta có phe sư thư bù thư là thức ăn nhanh, là ăn thức ăn ăn nhanh. Che sô wa cục xích cơ đô mạnh tưng con can xích kính chặt tà. À, chúng ta có con can xích, ở đây là con can xích phun. À, cái việc mà tìm kiếm mà thực phẩm mà chức năng mạnh tư là mạnh tư tà được làm. Uro là làm bằng cái gì đó, cốt xích là gì, ngũ cốc, và cheso là gạo. Rồi, cái việc mà tìm kiếm thực phẩm chức năng mà được chế biến từ ngũ cốc và gạo. Noyaki sokita, chúng ta có sokita là trộn lẫn, bị thấm vào. Rồi, ki đây là bị động ha. Rồi, nông giặc là gì? Thuốc trừ sâu, thuốc nông nghiệp. Rồi, bị ảnh hưởng bởi thuốc nông nghiệp ha, hoặc là sử dụng thuốc nông nghiệp. Yuki nâng xích phùm mi, in kia đứa cun cu ita. À, nguyên cái cụm này. Chúng ta có in kia đứa cư ta là lôi kéo sự ưa thích của nhiều người. Inkiru kunta là lôi kéo sự ưa thích của nhiều người, mà kunko ita là đã và đang thu hút sự gì, sự chú ý hoặc là yêu thích của nhiều người. Đối với gì đây, shifum là
Loại thực phẩm Yukinom là gì? Yukinom là thực phẩm nông nghiệp. Yukinom là thực phẩm nông nghiệp. Rồi. Đó, cái phần từ vựng cũng hơi nhiều nha. Các bạn theo kịp hết không? Rồi, được rồi, chúng ta sẽ vào cái phần nội dung ở bên dưới. Hankukin nè còn canh nhu chi hoàn tâm là hoạt động duy trì của người, duy trì sức khỏe của người Hàn Quốc. Thở mừng cửa đứa, Iko, Are, Chinmune, Tập, Hesipio. Các bạn sẽ đọc xong và trả lời câu hỏi ở bên dưới. Bây giờ, mỗi bạn sẽ đọc một câu, mình đọc câu đầu tiên nhé. Nhô chung, Hankuk e sở nên còn canh nê tè Han Hoàng Xìm Mi. Khó chí cô ít tả. Rồi, gần đây. Gần đây thì gì đây? Gần đây thì ở Hàn Quốc. Gần đây ở Hàn Quốc. Gần đây thì đã quan tâm gần về sức khỏe. Thì gần đây thì dạo này thì ở Hàn Quốc là có cái sự đã và đang quan tâm về về sức khỏe. Rồi, câu kế tiếp mình mời anh Việt. Đã có nhiều cái hoạt động nỗ lực để duy trì sức khỏe. Bây giờ Trần Linh, bạn nói chuyện được không Trần Linh? Em đu à. Cái đến Isia. Em đi về là từ xưa tới nay không có. Đúng rồi. Hana Ani, Hana Ejero là theo ví dụ như cụ thể như là ví dụ như là theo như là Han Shinmun Sata Yi Chung Chin Nhơ Ngô Quang E Han Ejero Cho Sa E Tả Lưu Mơn Han Phúc Sa Lam Chung Nghe Cú Chùn Hi Ổn Tông Hà Phổ Chào Vi Chào Cư Rô Cờ Căng Chin Ta Nơn Bát Nơn Sa Lam Tử Lý Khư Kê chúng ta có Yorun Chusa là cái cuộc điều tra, còn Shinmun Sa là tờ báo. Rồi tờ báo này thì nó vào tháng 5 năm 2007. Rồi Han Yorun Chusa E Tha Rum Nhân. Chúng ta lấy cái cụm này ra theo đằng trước. Theo cái cuộc điều tra tra như lượng. Rồi sao nữa? Thì người Hàn Quốc gì đây? Hàn Quốc hoạt động rất điều đạo. Chúng ta sẽ lấy cái từ cái Neurot từ nho ra đằng trước luôn, từ đó dịch ra đằng trước. Được không em? Bây giờ Hàn Quốc xa ram chung e chu chuẩn hi un tâm học cô, thì người Hàn Quốc thì vận động thể dục một cách đều đặn. Rồi chọn ki chọc cửa rô còn canh chỉ ta nên bạc nên xa ram mi cứ kê nữ ra ưm nho. Rồi và cái số người mà khám sức khỏe định kỳ thì sao đấy? Và cũng tăng lên. Rồi sao nữa? Ung tông ngân vì han tông hù quê mỗi mì na
Rồi chúng ta có gì đây? Moim, moim, tông hồ ê, cái cuộc gặp gỡ mà người cùng sở thích. Rồi gì nữa? Ung tông in, quy han, mà về cái gì? Việc vận động cùng cái sở thích về việc mà tập thể thao đó. Hoặc là khư lập ế chạm do hà nâng xã đâm tử tú mà như nơi đó thật cố hành tạc. Thì sao nữa? Và cái số lượng người mà tham gia vào các câu lạc bộ thì sao? Thì cũng đã tăng lên nhiều. Rồi, câu kế tiếp bạn Thảo. Alo, Thảo đâu rồi? Đúng rồi à. Alo, Thảo ơi, nói chuyện được không em? Thôi bây giờ bạn Thảo không nói chuyện được, bây giờ mình sẽ phân ra nha. Mình đọc một câu, kế đến là IC dân đọc một câu, kế đến là bằng việc đọc một câu, theo trình tự đó nha. Rồi, câu này mình sẽ đọc. Hành cúc xà đâm tự riêng trần nghề ninh, còn ca ninh vì hàm nho chủ rô thường xanh. Chủ yếu, chọc kinh từ rừng hà gió chi màn. Rồi, người Hàn Quốc thì trước đây chủ yếu tham gia các hoạt động giữ gìn sức khỏe như là gì đây? Chọc kinh là chạy bộ, su dân là bơi lội, thương xanh là leo núi, chi màn nhưng mà nhô chum ế nên, nhưng mà gần đây nhô ra cha chồng có thả ki pháp 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 rư kê con ki in là in sư ê y thư thả ki thường ngờ rô thả dân hè cho ta. Nhưng mà gần đây thì những cái hoạt động này trở nên đa dạng như là đi bà tin, rồi đi bộ nhanh, hoặc là đi xe đạp, hoặc là tập yoga. Rồi, câu kế đến. Sau đó, cuộc sống bận rộn. Eso là trong cái cuộc sống bận rộn. Và trong cuộc sống bận rộn. Sư thư lê sư lưng hình xô hà mân giờ tông si e cần căng ưng dư chi ha bộ. Có nhiều căng thẳng thì người ta cũng tông si. Trong si ơi, trong si ơi là cùng với. Hồi nãy mình nói là cùng với đấy. Ông em không nói được. Cùng với duy trì sức khỏe. Dạ, thông qua các cuộc họp mặt trực tuyến hoặc không trực tuyến ạ. Rồi sao nữa? Hoạt động trở nên rầm rộ và náo nhiệt con. Đúng rồi, càng trở nên rầm rộ và náo nhiệt. Ok đấy, anh Việt. Hạnh phúc xa đam tư đi cơn cao ước Kỳ hà dơ nô rực hà nước Kinh chung ế Sĩ xung quan Vươn hoang ca y tạ. Đóng sổ những cái việc nỗ lực để khỏe mạnh của những của người Hàn Quốc khi thay đổi tập quán. Một trong những cái nỗ lực để mà duy trì sức khỏe đó là việc thay đổi thói quen ăn uống, tập quán ăn uống. Rồi quay trở lại Hàn Quốc xã hội ca pháp kê số cụ hóa về nhân số cùng với việc mà âu hóa nhanh chóng trong xã hội Hàn Quốc. Rồi, hâm bờ rơ quá khả tương phê sư thư phụ tư rơ mò cưng xà ràm mi. Cái số lượng người mà ăn thức ăn nhanh cũng giống như là hâm bờ rơ mà na chót nâng tề trở nên nhiều. Nhưng mà thả si chè sô quá cột xích cử rô mạnh tư còn can xích
Kinh chặt nâng xà đam xử đi nữ cô ít tà. Cái số lượng người mà tìm đến cái loại thực phẩm chức năng mà được chế biến từ ngũ cốc và hoa quả và rau thì cũng trở nên nên nhiều. Rồi, cái đất. Sắp khi chơi cưng ngay nâng nông giác thì sắp khi chỉ ảnh nâng dụ kỳ nông xích phô mê yên kỳ rừng cư cô ít tà. Chơi cưng là gì con? Chơi cưng ế nên là gần đây, trước đây. Đặc biệt gần đây thì bị ảnh hưởng bởi thuốc nông nghiệp. Ừ, không, em phải dịch từ đằng sau ra đằng trước, từ đằng sau ra đằng trước luôn, từ cuối câu ra đằng trước. Cái câu đi, gần đây bị sự lôi kéo của nhiều người. Gần đây thì sao? Quan tâm đến sản phẩm của nông nghiệp, không có thuốc trừ sâu. À đúng rồi. Rồi câu cuối cùng. Yêu à học kê hạ cục kê sở nứt, đô chân cục căng ướt, kì hẹn thuốc kì hẹn xin trà hoa, nước không cung riêu ướt, mà chỉ được cô hà lên xa đâm, cô hôn lên cô ít tạm. Cùng với điều này thì cửa hàng chào nay thì để chi đi đi sức khỏe thì thay vì uống cà phê thì người ta uống trà truyền thống hoặc là cà phê trà hoặc là thức uống truyền thống. Sao gì nữa? Mọi nhiều người đó. Câu này em phải ngắt ra nha. Cái te xin á thì em bắt đầu nghe cái từ đó, chỗ con canh nguy ha, em dịch từ cái này ra đằng trước, xong cái đầu phần còn lại em phải dịch từ đằng sau ra, từ đằng sau ra cái phần còn lại thì nó mới phù hợp. Sau em dịch lại xem. Đúng rồi. Rồi, chúng ta đúng cái phần câu hỏi. Hàn Quốc in từ đi còn cần nên vì hè ở toàn hoàn toàn người Hàn cá. Rồi, người Hàn Quốc thực hiện những cái hoạt động gì để duy trì sức khỏe? Những cái hoạt động gì đây? Yoga nè, cha chong co tha ki nè, pap tu ke co ki nè, online sẽ ít cả kỳ à thử rô thả giang hay cho tà thì gần đây là những cái hoạt động này thì người Hàn Quốc là thực hiện nhiều. Rồi câu thứ hai, Hàn Quốc in từ đây còn can nhiều chỉ để vì Hàn xích xuất khoan và hoài nên ở to có gì ít xâm nị cá. Cái việc mà thay đổi thói ăn uống để mà duy trì sức khỏe của người Hàn Quốc là gì? Là gì đây? Thứ nhất là nông dật ki sốt chi ảnh đến nhu chi nông dật chi phơ mến này in ki ca cực cô y tà. Và cái đến nữa là gì đây? Che sô quá côn xích cơ rô mạnh tư nâng còn canh xích phơm chặt kỳ tà là cái việc mà người ta sẽ là dùng những cái thực phẩm mà nông nghiệp không có thuốc trừ sâu và những cái thực phẩm mà làm từ ngũ cốc và rau. Rồi cái đến là gì đây? Cốc vi tè xin ê trà qua trọng thông ươm nhu rước mà si rô mà si kỳ tà là uống thức uống trà quát quà trà thay cho cà phê. Rồi phần cái đến là biết thứ nên xà đầm qua Hàn Quốc xà đầm mi còn cái nên quỳ hàm nho hai nên nội dọ cưng bì kêu hè bập xì ta là các bạn phải so sánh thử xem người Việt Nam để duy trì sức khỏe và người Hàn Quốc để duy trì sức khỏe thì hai cái hoạt động này điểm nào là giống nhau và điểm nào là khác nhau. Cái này
Mình cho các bạn làm bài tập được không? Ừ. Các bạn làm bài tập. Rồi xong đến cái phần Suki. À, Suki thì các bạn sẽ làm cái gì đây nào? À, là các bạn sẽ dịch hai câu này sang tiếng tiếng Hàn. Các bạn xem qua. Trong anh có vẻ mệt. À, trong có vẻ cái gì có vẻ thì chúng ta học cái điểm ngữ pháp ở bài trước rồi, cái giờ trước rồi. À, rồi nghĩ thì tốt, làm cái gì đó thì tốt. À, trong có vẻ thì chúng ta sẽ dùng là o a bo y ta, trong có vẻ gì đó. Rồi làm cái gì đó thì tốt thì chúng ta dùng điểm ngữ pháp gì? Nung ke chuk ke ta. Rồi hãy đến ở đâu đó thì chúng ta dùng cái điểm gì đây? O a bo ship siêu bo siêu hoặc bo ship siêu. Rồi hình như anh thiếu vận động. À, hình như thì chúng ta dùng cái gì? Có cách. À, nên có cách ta. Rồi bơi thì tốt, bơi bơi lội là gì? Ờ, chu dân. Cái việc bơi lội thì tốt thì là vận động thì dùng là ung tông. Ừ, đúng rồi, ung tông. Ừ, tông. Rồi rồi hãy đi. Sao em? Em bảo là cái kiểu mà hình như trong tiếng Lào là gì cũng hình có em dùng hình như dường như thì mình dùng cái cấu trúc là nên có cách thà nha. Rồi thiếu vận động tức là vận động không nhiều. Ừ, chúng ta sẽ làm cái dạng phủ định của mạnh chi ảnh tà được không? Chỗ nào em? Spa tiếng Hàn á, em phiên âm ra đúng không? Ừ, em thường thường mấy cái từ này á em đừng phiên âm, em dịch em để nguyên luôn cũng được, không ai bắt mình hết, mình dịch để nguyên luôn. Sapa Nha Trang, dịch nguyên cái từ này luôn. À, rồi vì bài tập của các bạn sẽ gồm hai